quý vị và các đồng chí, cách đây 75 năm, ngày 19 tháng 8 năm 1945, Cách mạng tháng 8 thành công đã mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập tự do cho dân tộc Việt Nam. Cùng với sự ra đời của nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á, lực lượng công an nhân dân Việt Nam cũng chính thức được thành lập để bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân. Kể từ đó, ngày 19 tháng 8 hàng năm đã trở thành ngày truyền thống của lực lượng công an nhân dân Việt Nam. Nhân kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống của lực lượng công an nhân dân Việt Nam, những người làm chuyên mục An ninh Thanh Hóa xin được gửi đến quý vị và các bạn phim tài liệu Công an Thanh Hóa 75 năm truyền thống vẻ vang. Phim tài liệu gồm 3 tập. Trong mỗi chuyên mục An ninh Thanh Hóa từ nay đến hết ngày 19 tháng 8 sẽ lần lượt gửi đến quý vị và các bạn từng tập của phim tài liệu. Trong khí thế sục sôi của những ngày đầu cách mạng tháng 8, cùng với quân và dân cả nước, đêm ngày 18, rạng sáng ngày 19 tháng 8 năm 1945, tại Thanh Hóa, ngay sau khi lệnh khởi nghĩa của tỉnh ủy được chuyển đi, quần chúng nhân dân trong tỉnh đã nhất tề đứng lên giành chính quyền. Lực lượng công an nhân dân Thanh Hóa, mặt tiền thân là đội tự vệ chiến đấu, tự vệ cứu quốc, tổ trinh sát Việt Minh, đội tuyên truyền xung phong, đã sát cánh cùng các lực lượng chính trị, vũ trang và quần chúng nhân dân tham gia tổng khởi nghĩa, đập tan bộ máy thống trị của chế độ cũ, giành chính quyền về tay nhân dân. Khởi nghĩa thành công, lực lượng cảnh sát xung phong Thanh Hóa chính thức được thành lập theo quyết định của chính quyền cách mạng lâm thời tỉnh Thanh Hóa. Trong điều kiện vô cùng khó khăn phức tạp, lực lượng cảnh sát xung phong Thanh Hóa vừa tập trung lực lượng giải quyết những hậu quả do chế độ cũ để lại, vừa trực tiếp đối phó với âm mưu trở lại xâm lược nước ta của thực dân Pháp, đồng thời đấu tranh trực diện đập tan nhiều âm mưu của quân Tẩu Tường cấu kết với bọn tay sai phản động để chống phá chính quyền cách mạng. Ngày 21 tháng 2 năm 1946, sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 23 thành lập Việt Nam Công an vụ, ngày 18 tháng 4 năm 1946, Ty Công an Thanh Hóa được thành lập trên cơ sở hợp nhất từ lực lượng trinh sát viện và cảnh sát xung phong. Ra đời từ phong trào đấu tranh khói lửa của quần chúng tuy còn non trẻ, nhiệm vụ được giao lại hết sức nặng nề, song được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền với sự tin yêu đùm bọc của đồng bào các dân tộc trong tỉnh. Lực lượng công an Thanh Hóa đã vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chính quyền cách mạng vừa mới thành lập. Cái bức tranh toàn cảnh của quân Thanh Hóa và những cái thời kỳ sau tháng 8 và đầu kháng chiến chống Pháp thì khó khăn, gian khổ vô cùng, thiếu thốn nhiều lắm. Ở biên giới Việt Lào đó, giặc Pháp nó gây rối, bắn bộ đội, bắn cán bộ, bắn công an, rồi nó khủng bố dân vân vân như thế. Thế còn ở vùng biển á, thì hải quân Pháp nó hoạt động suốt ngày đêm, nó chiếm cái đảo Mê của Thanh Hóa và nó biến cái đảo Mê thành cái căn cứ tình báo, để từ đó nó hoạt động tình báo gián điệp ra các cái tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, kể cả cái việc là nghiên cứu cài cắm nội gián trong các cơ quan nhà nước. Trong cái tình hình như thế, nếu không có nhân dân cứ mang đùm bọc đó, thì không thể có được ngày hôm nay. Tháng 3 năm 1948, trong bức thư gửi đồng chí Hoàng Mai, Giám đốc Công an khu 12, Bác Hồ đã nêu 6 điều về tư cách người công an cách mạng. Ngay sau đó, Nhà Công an Trung ương đã phát động trong toàn lực lượng phong trào công an nhân dân học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy. Chỉ 2 tháng sau đó, ngày 19 tháng 5 năm 1948, tại rừng thông Đông Sơn, Công an Thanh Hóa đã tổ chức dựng 6 lán trại tượng trưng cho 6 điều dạy của Bác để tổng kiểm thảo và mở cuộc vận động rèn cán bộ lập chiến công, phát động rầm rộ phong trào thi đua công an nhân dân học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, nhằm xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh, phục vụ cho nhiệm vụ trường kỳ kháng chiến
chống thực dân Pháp xâm lược. Sự kiện này đã đưa Công an Thanh Hóa vinh dự trở thành đơn vị đầu tiên trong lực lượng công an cả nước triển khai phong trào này với cách làm sáng tạo, độc đáo. Đại tá Trần Đình Côn, nguyên giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, khi ấy mới vào ngành được 3 năm, vừa tròn 20 tuổi. Nhưng với cương vị là tổ trưởng điều tra của quận Công an 4, gồm 3 huyện Hậu Lộc, Nga Sơn, Hải Trung thuộc ty Công an Thanh Hóa và là đối tượng cảm tình đảng, nên ông được lựa chọn vào đội ngũ cán bộ cốt cán, vinh dự tham gia đợt sinh hoạt chính trị quan trọng này. Gần 70 năm đã trôi qua, với biết bao thăng trầm và đổi thay của lịch sử. Nhưng mỗi lần trở lại rừng thông Đông Sơn, nơi lần đầu tiên Bác Hồ về thăm và nói chuyện với cán bộ chủ chốt của tỉnh, nơi Công an Thanh Hóa lần đầu tiên dựng trại học tập 6 điều Bác Hồ dạy, ông đều không giấu được cảm xúc bồi hồi, xúc động. Những cái điều Bác Hồ dạy công an nhân dân rất giản dị nhưng vô cùng sâu sắc. Đấy. Mà trong 6 điều Bác Hồ dạy thì tôi tâm niệm nhất một cái điều là đối với nhân dân phải kính trọng lễ phép. Vì tôi nghĩ rằng công an là của nhân dân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ, mọi việc dựa vào dân để mà làm. Cho nên tôi luôn xác định một cái quan điểm vững chắc là lấy dân làm gốc trong tất cả mọi mặt công tác công an. Đến giờ phút này thì có một cái điều tâm nguyện này, là mong muốn lực lượng công an Thanh Hóa tiếp tục học tập và làm theo 6 điều Bác Hồ dạy để góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng Thanh Hóa thành một tỉnh kiểu mẫu như Bác Hồ hằng mong muốn. Một trong những chiến công tiêu biểu của Công an Thanh Hóa đó là phối hợp với điệp báo Nha Công an Trung ương đánh đắm thông báo hạm Amiel Đanh Vin của thực dân Pháp trên vùng biển Sầm Sơn ngày 27 tháng 9 năm 1950. Nhấn chìm hơn 200 sĩ quan, binh lính và hàng trăm tấn vũ khí, đạn dược, quân trang, quân dụng của địch. Đồng thời, đập tan mưu đồ của thực dân Pháp câu kết với các tổ chức phản động, hòng đánh chiếm vùng tự do Thanh Nghệ Tĩnh. Trong chiến công oanh liệt này, nữ anh hùng Nguyễn Thị Lợi đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc. Để rồi hôm nay, giữa trời thu lồng lộng quê Thanh, các thế hệ cán bộ chiến sĩ Công an Thanh Hóa luôn tự hào và nguyện phấn đấu để xứng đáng với sự hy sinh xương máu của các thế hệ cha anh đi trước. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, Thanh Hóa là hậu phương lớn cung cấp sức người sức của cho tiền tuyến. Trong đó, lực lượng Công an Thanh Hóa được Bộ Công an và Công an Liên khu 4 giao nhiệm vụ bảo vệ dân công hỏa tuyến, bảo vệ kho tàng và các cuộc hành quân trú quân của bộ đội, bảo vệ bí mật của chiến dịch. Lực lượng Công an Thanh Hóa đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tháng 3 năm 1954, để phục vụ cho cái chiến dịch Điện Biên Phủ, thì Trung ương và tỉnh, Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định xuống chỉ là cái vùng Nga Sơn là phải làm sao nắm bắt được bọn tội phạm, bọn gián điệp ra vào để nắm cái tình hình ta. Vì Thanh Hóa là một vùng phục vụ cho Điện Biên Phủ. Nhiệm vụ chúng tôi là hướng dẫn cho dân công ăn nữa có quy củ, phòng gian bảo mật này, ban ngày nữa phải chống khói này, ban đêm phải cấm lửa này. Thứ ba nữa là ăn nói, đề phòng cái chuyện mà bọn phản động, bọn địa phương đó, đi theo dân công. Rồi cái bọn phụt thủ phí nhảy vào trà trộn đấy, thì báo cáo với các anh là lúc đó là ty đó có nội quy cho đến các đơn vị dân công là học tập. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi, miền Bắc hoàn toàn giải phóng và chuyển sang thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội. Ở miền Nam tiếp tục hoàn thành cách mạng dân tộc, dân chủ, nhân dân. Lực lượng Công an Thanh Hóa
đã cùng quân dân trong tỉnh vận động quân chúng đấu tranh chống địch dụ dỗ, cưỡng ép giáo dân di cư vào Nam, phá tan vụ bạo loạn vũ trang và trừng trị bọn phản động lợi dụng đạo Thiên Chúa ở ba làng Tĩnh Gia, triệt phá và trừng trị bọn phản động cũ, nhen nhóm tổ chức phản động mới do Lường Mạnh Huân cầm đầu, phát động quân chúng đấu tranh, tiến hành truy quét và làm tan rã nhiều toán phỉ hoạt động ở miền núi, phá tan âm mưu xưng vua ở Pù Nhi Quan Hóa, nay thuộc huyện Mường Lát, bắt gọn nhiều toán gián điệp biệt kích, góp phần bảo vệ an toàn vùng biên giới hải đảo, bảo vệ an toàn tuyệt đối các cơ quan trung ương đóng tại địa phương, các cơ quan đầu não của tỉnh, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các phái đoàn quốc tế đến thăm và làm việc tại Thanh Hóa. Với tinh thần tất cả cho tiền tuyến, tất cả để thắng giặc Mỹ xâm lược, lực lượng công an Thanh Hóa đã chi viện gần 600 cán bộ chiến sĩ cho chiến trường miền Nam và làm nghĩa vụ quốc tế tại nước bạn Lào, Campuchia. Ở hậu phương, trong hai lần giặc Mỹ leo thang phá hoại miền Bắc bằng không quân và hải quân, Thanh Hóa là địa bàn trọng điểm, giao thông huyết mạch của cả nước, nên địch oanh tạc, bắn phá suốt ngày đêm. Tại một số địa bàn trọng điểm như thị xã Thanh Hóa, nay là thành phố Thanh Hóa, các huyện Đông Sơn, Quảng Xương, Hoàng Hóa, Hà Trung, Tĩnh Gia, Triệu Sơn, Nông Cống và các khu vực như cầu Hàm Rồng, cầu Lèn, bến Phà Ghép, các công trình quân sự quốc phòng quan trọng bị máy bay tàu chiến Mỹ tập trung đánh phá ác liệt. Các chiến sĩ cảnh sát giao thông, cảnh sát chữa cháy công an Thanh Hóa ngày đêm kiên cường bám trận địa, bám cầu phà, không sợ hy sinh gian khổ, vượt qua mưa bom bão đạn, vừa chiến đấu vừa sơ tán cứu dân, cứu tài sản và chỉ huy cho các đoàn xe qua vùng trọng điểm bắn phá ác liệt của giặc Mỹ. Những hình ảnh đó sẽ còn đọng mãi trong lòng mỗi người dân xứ Thanh. Đặc điểm của cái giáp thì nó có cái đặc trưng hơn là nó gần biển, cho nên là không những là thông quân đánh bằng máy bay mà tàu chiến, tức là tàu biển, là liên tục không những ở bến phà mà nó đánh cả vào dân. Thì chúng tôi là coi như là lúc nào mà cũng có mặt, đánh là có mặt. Số anh em ở trạm tôi thì nhiều đồng chí cũng bị thương, tôi thì cũng bị, nhưng mà bị sức ép. Từ 6 năm mà cho đến tháng 8 năm 68 ấy, thì tỉnh điều tôi về đi bảo vệ cái đoàn vận tải với xe thổ. 4 năm ấy, thì nói thật với các ông chí là không có cái đêm, không có đêm mà còn có đêm cả, nhưng mà không biết lúc nào là sáng, bởi vì là do công việc nó cuốn hút. Giặc Mỹ tập trung bắn phá miền Bắc, mà chủ yếu đối với tỉnh Thanh Hóa ta là chúng bắn phá những cái địa điểm gọi là giao thông huyết mạch, như là đánh phá cầu Hàm Rồng, đánh phá bến Phà Ghép, rồi cầu Lèn. Bom bỏ xuống đâu, rocket nó bắn xuống đâu thì coi là gây ra cháy. Thì chúng tôi là lực lượng chữa cháy thì không có ai vào đấy được, chỉ có lực lượng chữa cháy là coi như là đi làm cái nhiệm vụ là dập tắt những đám cháy mà do máy bay, do bom Mỹ, bom đạn Mỹ gây ra. Đây là bảng vàng Tổ quốc ghi công được đặt tại vị trí trang trọng của nhà truyền thống công an Thanh Hóa. 82 liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trên các chiến trường. Tên tuổi của các anh mãi lưu danh trên bảng vàng truyền thống. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những thành tích chiến công và những cống hiến hy sinh của các thế hệ cán bộ chiến sĩ công an Thanh Hóa trong giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc vẫn sống mãi với thời gian. Chuyên mục An ninh Thanh Hóa hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau.